26. Là huynh, là huynh thật rồi. Sao đây, mới cách có một ngày đã không nhận ra ta sao? Huynh không phải huynh đang ở Trường Nguyên sao? Sao lại quay về đây? Ta biết tề chứng kêu bắt cô đi, sợ cô có chuyện nên ta phải quay về. Từ chỗ phủ quốc công ta theo dõi tới đây, nếu tề chấn thực sự gây bất lợi cho cô, hôm nay chính là ngày chết của ông ta. Hôm nay giết huynh một lần mà còn gặp lại huynh, tốt thật. Ta kêu cô rời khỏi vì không muốn cô trải qua mấy chuyện này, ai ngờ cuối cùng vẫn bị sơ sót. Vào lúc này huynh mới biết loại nữ tử ngang bướng không khuất phục chúng tôi tốt cỡ nào chứ. Ngang bướng bất phục nhưng mà lại có lòng dạ hẹp hòi. Nếu tôi thật sự lòng dạ hẹp hòi đã không quay về rồi. Nhưng mà trải qua chuyện này, mối nghi của tề chứng chắc chắn đã được xóa một nửa. Ừ, đây chính là chuyện tốt. Nhưng mà ta muốn hỏi cô, sao cô lại phân biệt được tên kia không phải ta? Người đó nhìn diện mạo thì giống y chang như huynh luôn, giọng nói thì hay hơn huynh. Nhưng mà vào cái khoảnh khắc đó tôi biết ngay hắn không phải là huynh. Vậy làm sao cô chắc chắn ta của bây giờ là thật chứ? Tôi nói rồi mà, dù trên đời này có người lợi hại cỡ nào, giả dạng giống y chang như huynh cũng không bắt chước được bộ dạng hèn hạ này của mẹ hồi nào vậy? Còn không phải vì cái hậu bao mà Giang Phong đưa cho tôi sao? Không nói nữa, không nói nữa. Chú bà ấy xém lấy mạng cô. Đừng để bà ấy nhìn thấy huynh nha. Bây giờ cứu cô, bây giờ cô đuổi ta đi sao? Bà ấy tội nghiệp lắm, đừng làm khó người ta. Không phải. Liên Nhi, tôi phải đi đây. Dạ con tới liền. Nè, nhớ cẩn thận đó. Dương lệnh đặc chiêu, quý phi Đường Chỉ Dung, tính khí đoan trang, hiền lương thục đức, thận tụy hậu cung, cẩn trọng nết na, lại biết kính trên nhường dưới, khoan dung nhân hậu ôn hòa, biết giữ gìn lễ nghi cung đình, chính là tấm gương cho hậu cung Thái Nguyên đặc chiếu thiên hạ, truyền khắp Thái Nguyên. Tỷ tỷ uống trước đi. Đa tạ. Coi chừng nóng. Tỷ tỷ, nhờ tỷ khiến cho toàn bộ nữ tử Thái Nguyên chúng ta phải ngưỡng mộ tỷ đó. Được quốc vương sủng ái như vậy, sau này vị trí vương hậu chắc chắn thuộc về tỷ tỷ rồi. Nghe gia phụ nói chưa từng có ai được như tỷ tỷ chiếm trọn ân sủng, chúng ta sau này còn phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố cho các muội nhiều hơn. Nhớ chiếu cố bọn muội. Dạ phải đó, nhớ chiếu cố nha. Chuyện đó đương nhiên thôi.
muội thấy tỷ tỷ điềm đạm tao nhã, không có mất đi sự đoan trang, nên cố tình đến Duy Phẩm Các chọn được cho tỷ chiếc vòng ngọc này. Vòng ngọc này được làm tinh xảo, là hàng thượng phẩm, rất là hợp với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ đeo thử đi. Muội muội có lòng, nhưng mà Lôi Đình vũ lộ, tất cả đều do quyết định của Quốc Dương. Chúng ta trong cung hầu hạ, hà tất để ý đến mấy hư danh đó chứ. Tỷ tỷ nói không sai. Tỷ tỷ, tỷ nhận cho vui. Tỷ cứ nhận đi mà. Mới đây Nội Đình lại đem tới một số tổ yến và thực phẩm thượng hạng, đều là tinh phẩm của Ngũ Châu. Lão bá tánh bình thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng được nhìn qua. Được Quốc Dương sủng ái như vậy, nương nương đúng là có phước thật đó. Dũng Nhi nghe lời, không la, không hét, có hiểu không? Dì ạ. Thầy chẳng đã hứa cho nàng những gì? Có đáng để nàng vì ông ta mà lỡ dở tiền đồ không? Có những chuyện ta chỉ nói cho nàng nghe, tại sao ông ấy không biết? Quốc Dương, Dung Nhi bị quan. Trước giờ Dung Nhi không hề biết chuyện này. Quốc Dương, quan hay không quan không tới phiên nàng nói. Cô nương như nàng, thông minh lại bị thông minh hại. Nàng tưởng năm lần bảy lượt trộm tấu sứ của ta đưa cho tề chứng, ta không biết gì hết sao? Nàng tưởng là khi tề chứng nhắc tới nàng trước mặt ta, toàn những lời tốt đẹp thôi sao? Là ông ta, là ông ta. Đường gia của thiếp đều phải nghe lời ông ta. Thiếp không dám chống lại phụ thân. Thiếp càng không dám phản bội Quốc công. Quốc Dương, tất nhiên ta biết đường gia bị tề chứng khống chế, nhưng mà sao nàng không vì bản thân mình mà suy nghĩ lại đi? Cái này do phụ thân nàng giết, nàng xem đi. Đường bá niên tận trung với nước, đã đưa nàng vào cung, còn sợ chậm trễ. Lần này lại muốn muội muội nàng đường di qua tiến cung, có hai tỷ muội nàng luân phiên hầu hạ, chắc ta sẽ được thoải mái lắm. Thiếp chưa từng nghe phụ thân nhắc tới chuyện này. Chuyện này tất nhiên rồi. Chuyện gì nàng cũng lấy lợi ích gia tộc làm trọng, nhưng suy cho cùng chỉ là nữ tử thứ xuất, trước mắt đã được ta ân sủng, chính chủ của đường gia, sợ là nàng ngồi không vững. Đường Di Hoa xuất thân tốt hơn nàng rất nhiều, cô ấy mà tiến cung tất nhiên không cần phải nói với nàng. Vì phụ thân của nàng, vì phủ định diện tướng quân, nhưng mà nàng giúp tề chấn như vậy chắc chắn chỉ có hai con đường: một, sự tình bại lộ, nàng không sống được; hai, tề chấn thành công, ta không sống được. Nhưng nếu như ta chết rồi thì quý phi như nàng chỉ có thể ở trong lãnh cung 10 năm 20 năm làm cái xác không hồn thôi. Không, thiếp không muốn. Thiếp không muốn.
Nếu thế cờ định sẵn thắng thua thì một quân tốt có tác dụng gì chứ? Từ khi được sinh ra, thiếp chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ thiếp cũng nên sống vì mình một lần. Xin quốc vương chỉ cho con đường sáng. Chuyện này dễ thôi. Chỉ cần từ nay về sau, nhất cử nhất động của nàng đều nghe lời ta. Tất cả ân sủng phú quý đều là của nàng hết. Chỉ cần quốc vương tin tưởng thiếp, Dung Nhi bằng lòng. Ta có thể nói những lời này với nàng. Nàng có bao nhiêu phần trung thành, tự khắc ta sẽ biết. Quý phi nương nương, quốc vương có lệnh truyền người qua đó. Đi thôi. Quốc vương có nhã hứng với nương nương quá. Một ngày không gặp như là cách ba thu. Tăng Phương, sống được mất Tăng Phương. 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 Được ân sủng để diện che hết cả hậu cung này. Các người đừng như vậy không biết. Các người sau lưng bàn xóa đi. Có ngôi thị dân hậu thương dân cổ chắc rồi. Đừng mà các người đi tìm cổ đi. Để đem dân tượng mới của các người đi. Ta không cần. Ta không cần. Tại sao ta lại đến cô hồn với tính quê mùa đó? Đúng là quá mất mặt tay mình quận phụ chúng ta. Chắc chắn, ta sẽ chắc chắn. Ta muốn sống, ta không muốn sống đi. Ông có biết đường chỉ dung đó bám theo quốc vương đêm đêm quan ca, bị con hồ ly đó dày dò, suýt chút chậm trễ diệt trường Nguyên Tế Thủy Sáng này. Đưa đến nội đình. Dạ. Yeah. Dương gia, chuyện ông vừa mới nói đó tôi cũng có nghe rồi. Lúc nãy khi tôi vừa từ trong cung trở về, có gặp quốc vương đang vội vàng đi tìm quý phi nương nương. Còn trẻ khí thịnh không thể ngăn được. Quốc công, ông nói thiệt cho tôi biết đi. Dương hậu này có phải chắc chắn là thuộc về nữ nhi của Đường gia không? Dương gia, ông coi trọng tôi quá rồi. Dương hậu Thái Nguyên do ai làm? Đâu phải do tôi quyết định chứ. Đúng là phong thủy luân lưu chuyển. 20 năm trước một thuật sĩ giang hồ chỉ biết dùng đao múa kiếm, chẳng phải đã theo ông xử tử cả nhà dân y thế tử sao? Đường bá niên này thật sự tưởng bản thân hắn là cái thá gì chứ? Không phải đi theo tôi, mà là ý chỉ của thần tông. Tội phản nghịch này quyết không thể tha. Đúng, không sai. Kể từ đó Đường Bá Niên trở thành cánh tay đắc lực của triều đình. Quốc công, mà hiện giờ Đường Bá Niên có bao nhiêu binh mã? 10 vạn hay 15 vạn? Đây là binh lực có thể làm chuyện lớn, ông không thể nào coi thường được. Nhưng quốc công, ông có từng nghĩ qua chưa? Sao ông dám chắc chắn số binh mã đó nhất định sẽ làm việc cho ông chứ? Năm xưa Đường Bá Niên theo ông là bởi vì hắn không có gì hết, một cái mạng quèn. Còn bây giờ hắn đã khác xưa rồi. Nhược nhi nhà ta số đã định sẵn sẽ được làm dương hậu. Nếu như trong chuyện này bởi vì quốc công mà xảy ra sơ sót gì, thì Tây Bình Dương ta và phủ quốc công ông từ nay về sau không còn tình nghĩa gì nữa. Dương gia, ông quá coi trọng Tề Mỗ rồi. Lập hậu là chuyện lớn, không dám làm càn. Quốc công, ông quá hồ đồ rồi. Ông có từng nghĩ để Đường Chỉ Dung kia làm dương hậu có lợi lộc gì cho ông?
Ông còn coi Đường Bá Điên là con chó năm xưa sao? Hồ đồ! Đường Chỉ Dung cô nương này cố tình gây hấn với Vũ Văn Tử không đơn giản. Chẳng lẽ đây là do Đường Bá Niên an bày? Hắn muốn trừ khử người của ta để mà thay thế sao? Tức tốc đến Nam Từ phủ Định Diễn tướng quân, trao thư tận tay cho Đường Bá Niên tướng quân. Công tử, công tử, Tề Chấn sai người đem thư đi Nam Từ giao cho Đường Bá Niên, nói là muốn Định Diễn tướng quân một mình vào kinh, đi đường thủy. Một mình vào kinh, đi đường thủy? Ừ. Ông ta muốn thăm dò hay đào mồ chôn Đường Bá Niên? Gia Phong, ngươi có biết mấy cái thứ nghi ngờ này một khi đã ở trong lòng khó trừ tận gốc lắm. Chuyện chúng ta cần làm là khiến cho mối nghi ngờ này càng ngày càng lớn hơn. Đi tìm Tâm Diên, bữa nay biết cần phải làm gì. Dạ. Tiểu thư đâu rồi? Nô tỳ không biết. Các ngươi lui hết đi. Tông tiên sinh, coi ra cô không có gì đáng ngại, tại hạ cáo từ. Không được đi. Tôi mời tiên sinh tới dùng cơm chỉ muốn đa tạ ơn đã cứu chữa. Nhiều lần tiên sinh cứ từ chối, tôi thật sự hết cách nên mới dùng hạ sách này. Muốn trách phải trách tiên sinh không nể mặt. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của người hành y, còn chuyện đa tạ thì miễn đi, tại hạ cáo từ. Không được đi, ăn xong rồi đi. Nhân Nhi, muội coi. Huynh tới đúng lúc lắm, mau giúp muội cản tiên sinh lại. Muội chỉ muốn mời tiên sinh dùng cơm để đa tạ đã cứu mạng. Tiên sinh cứ một hai đòi về. Quận chúa, tiên sinh không thích náo nhiệt, chúng ta hà tất cưỡng cầu. Huynh giúp muội hay không? Tiên sinh, quận chúa có tấm thịnh tình như vậy, tiên sinh cũng nên nể mặt một chút, hà tất làm khó tiểu cô nương. Được. Ê, huynh đi đâu? Không ở lại đây cùng ăn sao hả? Chê tay nghề của muội chứ gì? Tất nhiên là không. Từ nhỏ tới lớn, những đại phương mà tôi đã gặp, hai bàn tay cũng đếm không đủ. Tốt có, xấu có, lợi hại có, gạt người có, tôi đều gặp qua hết rồi. Hồi nãy tiên sinh nói chữa bệnh cứu người là bổn phận của người hành y. Tôi cũng biết tiên sinh trị khỏi bệnh cho tôi cũng nên đa tạ chứ. Không giấu gì tiên sinh, tôi rất muốn đa tạ tiên sinh. Không phải vì y thuật gì đó, mà là vì tiên sinh rất giống với một cố nhân. Quận chúa có lòng, nhưng ta lại không dám nhận. Lúc tôi còn rất nhỏ, có một vị ca ca nhà kế bên. Tôi rất thích đi theo sau lưng huynh ấy, có đuổi cũng không đi. Huynh ấy cứ chê tôi phiền, chỉ nghĩ cách làm sao đuổi tôi đi. Nhưng mà không được, tôi cứ thích bám huynh ấy. Có một hôm, ca ca đó dẫn tôi tới một sơn động, nói với tôi chơi trốn tìm, kêu tôi trốn đi. Tôi cứ chờ hoài, tới tối vẫn không thấy huynh ấy quay lại. Chỗ đó thì tối om, tôi lại bị lạc đường. Rồi sao nữa? Sau đó là Ngụy quản gia dẫn người tìm được muội. Cha muội giận điên lên,
muội chưa từng thấy cha nổi giận đến vậy. Nhưng trước giờ muội chưa từng nói với cha là ca ca đó gạt muội đi. Quận chúa, muội đối với ca ca nhà kế bên đó đúng là tình sâu nghĩa nặng. Không phải đâu, huynh ấy ăn hiếp muội, sao muội tha cho huynh ấy được? Chỉ là muội biết quan hệ giữa hai nhà rất tốt, dù muội vạch trần huynh ấy, cha cũng sẽ không làm gì hết. Cho nên chi bằng muội ngoan ngoãn chịu thiệt thòi một mình, đợi chừng nào có cơ hội mới trả đũa sao? Trả đũa thế nào? Ăn trước đi, canh này tôi đã hầm 2 canh giờ rồi, hai người không thể không nể mặt tôi. Ăn canh trước đi, ăn xong mới có chuyện để nghe. Họ dọn đi rồi. Chỉ trong một đêm, cả nhà họ không thấy đâu. Đa tạ quận chúa khoản đãi, tại hạ xin cáo từ. Khoan đã, tiên sinh không hỏi tôi trong canh này đã bỏ cái gì sao? Gà ô 3 năm, bỏ thêm xích linh chi, trần bì, hoa quế, la hán quả và táo đỏ, cuối cùng là lá thất cẩm. Không sai chứ? Tôi thấy tiên sinh rất giống vị ca ca đó, nhưng tiên sinh không thừa nhận. Tôi định dùng cách này thử tiên sinh. Lúc đầu coi bệnh cho quận chúa, tôi chỉ cảm thấy khí lực của quận chúa bẩm sinh không đủ, nhưng tinh thần rất bình thường. Bây giờ coi ra có lẽ tôi đã coi bệnh chưa được kỹ cho lắm. Cáo từ. Không được đi, tôi muốn xem thử. Quân chúa là quê cát, làm gì không thích hợp đâu. Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn coi. Quân chúa, quân chúa, quân chúa, tiên sinh là khách quý của phủ chúng ta. Mặc kệ muội. Nếu để có con biết thì sẽ không hay đâu. Được rồi, bỏ đi, ta sẽ cho cô coi. Ta chỉ là một đại phu, chứ không phải là cố nhân của quận chúa. Mong quận chúa hãy tự trọng. Được rồi Vân Nhi, chẳng qua là muội nhận lầm người thôi. Tông tiên sinh chắc sẽ không để bụng đâu. Huynh không hiểu đâu, huynh không hiểu. Họ không phải là dọn đi, cả nhà của họ đều chết hết rồi. Huynh ấy chết rồi.
Dương công tử tìm ta có chuyện gì? Có vài chuyện muốn thỉnh giáo Tông Thiên Sinh. Chẳng phải lúc nãy vừa mới gặp sao? Để có chuyện muốn hỏi huynh. Ở trong phủ này, tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau. Nếu bị Tề Chấn phát giác, sẽ làm hỏng đại sự.
biết. Để không biết, 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 để không biết. Để không biết gì hết, để không biết. Tình cảm của đệ với Tề Dẫn, nhưng lúc còn sớm hãy thu lại đi. Cho dù không có mối thù giữa hai nhà, đệ không biết. Đệ chẳng qua chỉ là một thị vệ trong phủ quốc công, mang danh nghĩa tử, chẳng qua chỉ là thủ đoạn Tề Chấn muốn đệ bán mạng cho hắn thôi. Hắn ta làm sao có thể gả đứa con gái duy nhất cho đệ được chứ? Đệ rời khỏi vài ngày đi, đúng lúc đang có chút chuyện, nhanh chóng hành động cho kịp. Hôm nay tôi có bắt mạch cho quận chúa, tuy không có gì trở ngại nhưng bệnh chứng vẫn còn. Số dược liệu này tuy không phải bảo vật quý hiếm gì nhưng lại mọc ở vùng sơn giả, muốn lấy cần phải tốn chút công sức. Nếu là như vậy, phải tìm một người tin cậy đi hái thuốc là tốt nhất. Thuốc này hãy để tôi đích thân đi hái, người khác đi tôi sợ hái lầm thuốc. Chỉ là trong rừng có nhiều thổ phỉ, khẩn xin quốc công sắp xếp một người có võ công cao cường, hơn nữa đáng tin cậy đi theo, như vậy tôi cũng sẽ yên tâm hơn. Để Vân Ngân đi với tiên sinh, nó rất đáng tin. Được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ khởi hành. Cha, 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 cha. Hình như đây không phải là đường đi Đồng Xuyên. Đương nhiên là không phải. Đi Đồng Xuyên hái thuốc chẳng qua là cái cớ ta nói với Tề Chấn thôi. Nơi đệ thật sự cần đến chính là Nam Từ. Nam Từ? Chỗ đó là lãnh địa của Đường Bá Niên. Thật ra huynh muốn làm gì? Tề Chấn âm thầm gửi thư cho Đường Bá Niên, kêu ông ta một mình vào kinh, đệ có biết không? Vậy thì sao hả? Ta muốn đệ cướp thư. Cái gì? Chà. Đợi cô tới buồn ngủ luôn rồi. Sao trễ vậy? Cô mà không tới, ta sẽ tìm tới Tùy Lương Điện đó. Biết rồi, ngươi đi đón có công, thưởng cho ngươi nè. Nghe nói huynh đêm đêm ân sủng Đường Chỉ Dung, tinh thần tốt lắm mà. Hiếm có được một đêm xuân tiêu mà còn phải gặp tôi, đúng là thiệt thòi quá. Cô ghen sao? Tất nhiên rồi. Dựa vào đâu huynh có thể ngày ngày ở trong cung điện này ôm ôm ấp ấp, còn tôi phải ngày ngày ở trong lãnh cung kia, còn phải đêm đêm mất ngủ, sợ huynh triệu kiến bất cứ lúc nào. Tại sao chứ? Nếu không phải trưởng công chúa tốt với tôi đã đi từ lâu rồi, không chơi với huynh. Những gì cô nói ta không tin. Muốn đi, đã đi từ lâu rồi. Nếu như tôi đi thì huynh đừng có tới tìm tôi. Làm người đừng có quá tự tin nha. Nhưng ta lại chính là người như vậy. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Trường công chúa bà ấy tốt với cô lắm sao? Đúng, rồi sao? Ta muốn cô giúp ta hỏi bà ấy về vấn đề. Là vấn đề gì? Cô cầm đi. Chân diệp quyền lệnh này có thể thu nạp cảm xúc con người, chỉ cần có ký ức thì có thể thông qua nó tái hiện lên tất cả mọi chuyện. Tôi muốn cô giúp tôi hỏi bà ấy về vấn đề. Huynh muốn biết chuyện gì? Ta muốn cô hỏi giùm ta. Năm xưa ở Thiên Quyền, thân phận Đức Dương Phi tại sao lại bị tước đi? Bà ấy quyết liệt với Đức Dương, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có chuyện gì không thể tiết lộ mà chưa nói ra? Huynh lợi dụng lòng tin của bà ấy với tôi, thăm dò chuyện huynh muốn biết. Phải. Tôi không giúp được. Tại sao? Không sai,
Bà ấy nhìn cứ điên điên khùng khùng, nhưng mà thật lòng tốt với tôi. Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, tuy ngắn ngủi có mấy ngày, nhưng bà ấy làm tôi cảm nhận được cảm giác được mẹ thương yêu. Cho nên Quỳnh kêu tôi lợi dụng lòng tốt đó để moi thông tin từ bà ấy, tôi không có làm được. Cứ coi như là người ta đi. Không sai, Quỳnh đã từng giúp tôi, cũng từng cứu tôi. Nhưng tôi ở lại đây không phải là vì gián cường, cũng không phải để phá giải phong ân. Ân tình của Quỳnh tôi sẽ trả, nhưng không phải bằng cách này đâu. Cô và bà ấy mới quen biết có vài ngày ngắn ngủi thôi. Phải, chẳng qua tôi mới quen bà ấy có mấy ngày thôi, nhưng mà tôi hiểu bà ấy đã chịu đựng tổn thương thế nào, đau buồn ra sao. Nếu như cả chút đồng cảm cuối cùng này mà tôi cũng lợi dụng thì thật sự là quá tàn nhẫn rồi. Đó là gì chuyện này mà phòng ứng trên người cô không được phá giải? Cô nghĩ kỹ chưa? Nếu như có chuyện gì đó phải dùng lòng tin của người khác để đánh đổi, vậy thì tôi thà không cần. Quốc công có dặn gì nữa không? Dạ không dặn gì, chỉ nói sau khi tướng quân nhận được thư lập tức khởi trình. Nếu như quốc công đã có lệnh, tự khắc ta phải làm theo. Đại nhân, lui xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ ta chuẩn bị một chút sẽ lập tức khởi hành vào kinh phục mệnh. Dạ. Đệ cũng biết Tề Chấn đa nghi, hiện giờ Đường Chí Dung ở trong cung đang được quốc vương ân sủng. Tề Chấn nảy sinh đố kỵ, hắn sợ Đường Bá Niên trong tay của Minh Quyền, nữ nhi lại được thánh ân, lỡ như có rắp tâm gì khác. Cho nên kêu Đường Bá Niên vào kinh chính là cái bẫy. Như vậy có thể thử lòng trung thành của ông ta. Thứ hai là Tề Chấn ở Nam Từ đại quân có mấy con cờ khác, chẳng lẽ mấy người này muốn... Không sai, một khi ông ta vừa lên đường rồi đi, họ sẽ nhân cơ hội đoạt đi binh quyền 15 vạn đại quân. Chuyện này chắc không phải mấy người đã tráo đổi lá thư đó chứ? Lá thư mà Đường Bá Niên hiện giờ đang đọc là Tề Chấn kêu ông ta dẫn 5 vạn đại quân đi hướng Bắc hồi kinh. Sau khi đệ về đó, vẫn giả vờ như trước đây, luôn ở bên cạnh Tề Chấn. Thứ mà Tề Chấn phải đền không chỉ là cái mạng của hắn đâu. Chuyện này thật khó hiểu. Theo lý mà nói, hiện giờ không chiến không nạn, quốc công sao có thể kêu ta dẫn theo 5 vạn nhân mã đi theo hướng Bắc hồi kinh chứ? Chuyện này quá nhiều nghi điểm, tướng quân ngài nên cẩn thận dẫn hơn. Tự nhiên dẫn binh Bắc thượng, làm không khéo đây chính là đại tội chém đầu. Nhưng nếu như là lệnh của quốc công phản nghịch bất tuân thì cũng phải chết. Không được, không thể cứ suy đoán hoài được. Mau viết ngay mật thư gửi vào kinh, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Báo tướng quân, có người từ cung kinh cầu kiến, nói là Dân Ngân. Dân Ngân, Dân công tử, mau mời. Dạ. Đường Bá Niên xuất thân thị tỉnh, con người vô cùng cẩn trọng, chỉ dựa vào một bức thư từ côn kinh gửi đến mà bắt ông ta dẫn 5 vạn binh mã hồi kinh. Chắc lão mới sẽ không dễ dàng đi ngay, mà sẽ từ từ xác nhận lại thông tin. Nếu muốn xóa đi mối nghi ngờ này thì cần phải có thân tín bên cạnh quốc công chính miệng nói với ông ta, thì tất cả sẽ trở thành sự thật, và người đó chính là đệ.